Xin chào thầy cô và các bạn. Em là Ngô Gia Linh, học sinh lớp 7A5 trường Trung học cơ sở Nha Trang. Hôm nay xin kính mời thầy cô và các bạn cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Cách đây 68 năm, ngày 7 tháng 5 năm 1954, thắng lợi của chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Một trong những chiến công hiển hách xứng đáng được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng hay Đống Đa của thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Nhận rõ thủ đoạn đó của quân xâm lược, cuối tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bàn kế hoạch chiến lược Đông Xuân năm 1953-1954, phân tích sâu sắc thế chiến lược giữa ta và địch, đề ra phương châm chiến đấu tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt. Thực hiện kế hoạch đó, cả nước ra trận, các chiến trường đồng loạt tiến công, sáng cho địch nhiều thất bại nặng nề. Bộ chúng phải co cụm, bị động đối phó trên khắp các chiến trường Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, Thượng và Hạ Lào, Đông Bắc, Campuchia. Lực lượng cơ động mà Na Dao tập trung xây dựng đã bị xé nhỏ thành nhiều mảnh. Thất bại và bị động, quân viện chinh pháp cấp rút điều động các đơn vị cơ động nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ. Vị trí có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với Tây Bắc Việt Nam mà cả vùng Thượng Lào và Bắc Đông Dương. Xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất với ý đồ thách thức quân dân ta, nghiền nát quân chủ lực của ta. Điện Biên Phủ đã trở thành điểm quyết chiến của kế hoạch Naga. Nắm chắc mọi âm mưu, hành động của địch, phân tích, đánh giá tình hình một cách khoa học, đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ và thông qua các phương án tác chiến của Tổng quân ủy. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là một chiến dịch lịch sử có ý nghĩa quân sự, chính trị, ngoại giao rất quan trọng, và dặn dò Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi Đại tướng ra mặt trận. Phải đánh thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Trên chiến trường Điện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy chiến dịch, Đảng ủy mặt trận, đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi thực hiện sự chỉ đạo chiến lược và phương châm đánh địch đúng đắn của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng quân ủy đã sáng suốt quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc vào ngay trước giờ chiến dịch mở màn. Thể hiện tài thao lược, tinh thần trách nhiệm cao và lòng quả cảm, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của toàn dân, toàn quân. Sau 56 ngày đêm chiến đấu vô cùng anh dũng, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, bộ đội của ta đã tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm của địch vào ngày này 60 năm trước, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến đầy hy sinh, gian khổ, chiến thắng Điện Biên Phủ đã sáng tỏ quyết định một tam ý chí xâm lược của các thế lực, dân hiếu chiến, bộ chính phủ Pháp phải ký hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đồng thời phải công nhận độc lập của Lào, Campuchia, rút quân khỏi ba nước Đông Dương, một nước nước ta để hoàn toàn giải phóng, mở ra thủ tục cách mạng mới, xây dựng thế giới trong hòa bình, quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là mẫu phương lớn vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lợi cổ của hòa chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hôn đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, là chiến thắng của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, độc lập, dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của đường lối kháng chiến trường kỳ, toàn dân toàn diện biết đánh và biết thắng, phát huy sức mạnh đoàn kết của dân tộc, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại. Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của tình đoàn kết, chiến đấu thủy chung, so sắc của quân và dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, cũng là chiến thắng chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Cổ vũ đó góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ giác cổ, nhân dân ta đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ quý báu của nhà nước, nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các dân tộc bị áp bức ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latin và phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Trong đó có nhân dân tiến bộ Pháp, Đảng, Nhà nước. Nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ, biết ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu đó. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một bản anh hùng ca bất hủ, bắt nguồn từ chiến thắng lịch sử Việt Nam của dân tộc ta. Từ sự lãnh đạo sản xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của tổ quốc, của quân và dân ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ làm sáng ngời chân lý, một nước nhỏ, kinh tế chậm phát triển, nếu có một đảng Marxist chân chính, lãnh đạo, có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, được nhân dân thế giới đồng tình ủng hộ, thì nhất định đánh bại được mọi chiến tranh xâm lược của kẻ thù, dù kẻ thù đó mạnh hơn nhiều lần. Thời gian đã lùi xa, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảo, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay và mai sau. Chúng ta mãi mãi ghi công ơn to lớn của các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ việt nam anh hùng, các anh hùng chiến sĩ, thương binh, bệnh binh đã đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập, tự do của tổ quốc. Trong 68 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống Việt Nam của dân tộc Việt Nam, tự hào về tổ quốc ta, đảng ta, nhân dân ta và sự nghiệp cách mạng của quân dân ta. Sự đổi thay thử nghiệm của đất nước như trong hòa bình nhất nhở chúng ta để giao sức phấn đấu để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh. Dù thế chấp và nhiều nguy cơ thách thức, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng lãnh đạo của đảng, truyền thống quyết chiến quyết thắng, Điện Biên Phủ không ngừng được phát huy, công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn. Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước chào mừng 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thầy và trò trường trung học cơ sở Nha Trang sẽ thi đua lập thật nhiều thành tích để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường và bất khuất của dân tộc ta.